Có thể nhiều người không nhận ra, đã tròn 10 năm kể từ ngày mất của vlogger được yêu thích nhất thời điểm bấy giờ, Toàn Shinoda. Thế hệ ngày nay có tứ hoàng livestream gồm Domici, Semesis, Pipil và Virus, thì thế hệ của 10 năm trước cũng có cho mình tứ hoàng vlogger với những JV, Huy Mè, Lâm Việt Anh, tất nhiên rồi Toàn Shinoda. Toàn ngày ấy thật sự rất toàn năng, không chỉ làm vlog ở chất lượng đỉnh cao, Toàn Shinoda còn chơi được cả nhạc, từng giải nhất bóng bàn và cầu lông quận Ba Đình, từng đoạt giải nhất toán thành phố Hà Nội và từng là cố vấn Học viện Giáo dục Quốc tế cùng thành tích giải 3 tiếng Anh quốc gia. Một con người toàn tài, toàn diện nhưng không kém phần hài hước và thân thiện. Tại thời điểm ấy, trước thông tin về anh chàng đã không ít người xót xa nuối tiếc. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không.